Ngay từ đầu giờ sáng tại phố Trúc, khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang đã có rất đông du khách tới tham quan và dự phiên chợ vải lai chín sớm năm 2023 do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Hưng Yên. Phiên chợ vải Hưng Yên năm 2023 thu hút sự tham gia của 50 gian hàng trưng bày vải quả tươi và các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Cái sản phẩm của mình thì hôm nay là vải lai và vải trứng, rất là nhiều người tin dùng, và đặc biệt là cái sản phẩm vải trứng, ai cũng đi qua cũng rất là thích thú, và mình bán hàng tháng là cũng khá là nhiều. Giá vải trứng của hiện tại của mình đang bán dao động từ 150 đến 180.000 kg. Hưng Yên có trên 1.000 hecta vải được trồng nhiều tại huyện Phù Cử và Ân Thi, mỗi năm cho sản lượng trên 12.000 tấn quả, trong đó có nhiều tổ hợp tác hộ trồng vải được cấp mã số vùng xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Nhật Bản. Do được trồng với quy trình Việt Gáp cộng với phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, kinh nghiệm canh tác của các nhà vườn đã tạo nên giống vải lai chín sớm và giống vải trứng Hưng Yên đặc biệt không nơi nào có được. Vải lai chín sớm có đặc điểm quả to, màu sáng đẹp, được thu hoạch sớm hơn so với vải thiều. Vải trứng Hưng Yên có kích thước to bằng quả trứng gà, vỏ mỏng, có màu đỏ tươi, vị ngọt thơm. Mình cũng vừa mua cái túi vải này. Mình thấy vải rất là ngọt, cùi thì dày, tươi, ngon. Thấy xuống hội chợ vải thì cũng rất nhiều người gian hàng. Nhưng đúng là vải Hưng Yên nó có sự khác biệt hơn. Ăn nó ngọt, không bị chát như là các cái vải ở các nơi khác. Với mong muốn đưa thương hiệu nông sản vươn xa và tôn vinh những nét văn hóa độc đáo của Hưng Yên, phiên chợ năm nay còn có các gian trưng bày sản phẩm quà tặng có mẫu mã đẹp, chất lượng đã được tuyển chọn như long nhãn, hạt sen sấy ăn liền, mật ong hoa nhãn, các loại trà thảo mộc. Cái mục tiêu hiện nay của chúng tôi là trước hết là đáp ứng cái nhu cầu thị trường nội địa và tương lai sẽ hướng tới đó là xuất khẩu. Phát biểu tại lễ khai mạc phiên chợ vải năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực của các hợp tác xã nhà vườn đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất ra các sản phẩm nông sản chất lượng, nhất là sản phẩm vải lai chín sớm và vải trứng có mẫu mã đẹp, chất lượng vượt trội, được nhiều người ưa chuộng. Đồng chí yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại tới người tiêu dùng, du khách trong và ngoài nước, góp phần mang lại giá trị kinh tế cao cho người sản xuất.